Hello, chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm trước mình có làm một cái video, đó là làm một cái bánh bèo luộc rồi, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một loại bánh bèo, đó là bánh bèo lại rán nhé. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái bánh bèo mà hôm trước mà mình quay video ấy luộc rồi ấy, và bây giờ thì mình sẽ làm đi trên nó cho nó giòn và thơm các bạn nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho dầu sôi các bạn, và mình sẽ đem cái phần bánh bèo này đi trên các bạn nha. Đây, để chế chiên cho nó thật là vàng và giòn các bạn nha. Chiên lúc nào nó vàng nó giòn nó ok nào.
mình chiên vàng như thế này là ok rồi này. Bỏ ra vị nhé. Rồi xong các bạn, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là món bánh bèo rán đây này. Chờ một lát nữa nó nguội thì nó rất là giòn và thơm và ngon các bạn nha. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm được một món bánh bèo rán như thế này các bạn nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.